Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Gia đình Thái Ngân Cuộc sống Mỹ San Diego. Thì hôm nay Ngân muốn chia sẻ với mọi người cái cách đi bệnh viện ở Mỹ và ở Việt Nam có sự khác biệt nhau thế nào. Nữa là Ngân muốn nói về chút xíu về Ngân đang đi bệnh viện vào cái thời điểm mà dịch vụ con virus Vũ Hán, để cho mọi người có cái nhìn tổng quát hơn và không có cần phải lo lắng quá. Và cái video này của Ngân là trên tinh thần chia sẻ thật lòng và những gì Ngân đang trải, và Ngân không có nhu cầu câu like hoặc là đưa những cái thông tin không chính xác. Đây là những gì Ngân trải nghiệm và Ngân muốn mọi người có cái nhìn tổng quát hơn và yên tâm hơn về cái y tế ở Mỹ, không cần phải lo lắng quá sức. Đó, bệnh ở Việt Nam khi mình bị bệnh á, thì mình có thể đi đến gặp bác sĩ hoặc là đi vô bệnh viện khám bất cứ lúc nào, ngay và luôn, và mình không có cần phải lo lắng. Nhưng ở Mỹ thì hoàn toàn khác biệt. Khi mình bị bệnh hoặc là có triệu chứng bị bệnh gì đó thì thứ nhất mình phải gọi lên bác sĩ gia đình, là bác sĩ mà cái người bác sĩ của mình trước, là báo họ sắp cái lịch để mình gặp họ. Và trong trường hợp mình thấy là mình bị bệnh mà nó nặng hơn và không thể nào đợi cái lịch, sắp xếp lịch đối với cái bác sĩ gia đình của mình, thì mình có urgent care, thì nó sẽ mình sẽ vào trong đó, họ sẽ kiểm tra và những cái gì mình bị bệnh hay là mình đang có những cái dấu hiệu gì á, thì có bác sĩ ở đó túc trực và theo dõi cái tình hình của mình. Nếu trong trường hợp mà họ cho mình uống hoặc là họ đang điều trị cho mình mà không thấy giảm, thì họ sẽ mới gọi lên cái bệnh viện chính, là cái bệnh viện mình đang ngồi ở đây, thì chuyển lên trên cái bệnh viện chính để tiếp tục điều trị. Đó là xong ở Mỹ. Còn về cái trường hợp cấp cứu á, mọi người, thì ở Mỹ á, thì cái cấp cứu rất là đắt, bởi vì khi mà nếu mà cái trường hợp cấp cứu là mọi người phải consider thật là kỹ. Mình không nói về vấn đề bệnh nặng thì không có sao, cái chuyện đi đó là cái chuyện đương nhiên mình phải làm. Còn những cái bệnh mà mình có thể đi vô cái urgent care được thì mình nên đi trước, rồi từ đó nó chuyển qua bên cấp cứu thì nó hay hơn là mình đi thẳng vô cấp cứu. Tại sao? Tại vì cái trường hợp của con của Ngân á, là Noah, nó đi ra công viên té té cái chàng té cái thằng bị chày chỗ này mà máu chảy rất nhiều, sau đó nó hết, Ngân cầm máu cho nó hết rồi, nhưng mà đi về nhà thì không có biết. Lần đầu tiên sang Mỹ nghe người ta nói là nó nằm ngay cái chán gì nè, rồi mày nên dẫn nó đi khám vô cấp cứu để cho nó mai lại đi, cho nó sau này nó có thẹo. Nhưng cái đầu mình không có biết, mình ghé vô urgent care thì lúc đó 8 giờ tối rồi, thì nó từ chối, nó nói là mày chuyển lên bệnh viện Randy Children Hospital, là bệnh viện của nhi đồng của con nít á, mày chuyển lên đó đi. Cuối đầu mình chuyển lên đó, thì vô đó đứng xếp hàng đợi 2 tiếng đồng hồ, là trường hợp khẩn cấp đó, là cấp cứu đó, vô trong đó là cấp cứu là đứng 2 tiếng đồng hồ. Vô nó chị da lau miếng vệ sinh xong rồi dán miếng băng keo lên, nó dán lại băng keo và nó dán miếng keo lên trên đó, là miếng băng keo con khủng long, là xong. Tiền mình trả cho cái bill đó 1.200 đô, tiền cash bỏ ra. Tại sao? Phải đóng 750 đô cho cái deductible, cho cái emergency, và đồng thời là Ngân phải đóng 10% trên cái bill đó. 2 tiếng đồng hồ trong đó đợi chỉ vô tốn có 15 phút để cho y tá nó dán cái này thôi, mà Ngân phải tốn trả thêm 500 đô nữa, là cái bill đó, là 10% trên cái bill đó, là 1.200 đô, mọi người, là tiền mặt Ngân bỏ ra nha, bỏ ra trả. Từ đó tới sau mình rút ra cái kinh nghiệm là ở Mỹ á, là cái thi đó, trong trường hợp đó ở Việt Nam là chạy ra cái bác sĩ dán lại, hoặc là mình cần mua cái cồn mình xức lên mình có thể dán lại là xong, tốn chừng 100-200 ngàn thôi. Còn ở đây tốn tới mấy ngàn đô mà vớ vẩn đi vô đó ngồi đợi 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 cho cả tiếng đồng hồ mà nó chỉ dán bằng miếng băng keo vô là xong. Do vậy là từ tấm đáy lòng của Ngân khuyên mọi người, khi mà vào cái trường hợp khẩn cấp emergency mà, là mọi người phải cân nhắc cái đó là có nên hay không. Không nên thì cứ vô urgent care. Urgent care thì đóng cái copay khoảng 35 đô, thêm 250 đô, giống như Ngân bây giờ thì vô bệnh viện nó đỡ hơn rất là nhiều. Mình bỏ ra tới 1.000 mấy đô, cái đó là cái ngu mà mình không có biết. Mình mới sang Mỹ, mình thấy con mà không có kinh nghiệm trong vấn đề nuôi trẻ nữa, thì thấy con chảy máu mà nó đã cầm máu rồi mà thấy người ta nói như vậy thì nghe theo như vậy. Đó là cái cách đi bệnh viện ở Mỹ. Và nói về cái trường hợp con của Ngân,
Hai là cái ngày khám sức khỏe tổng quát cho hai đứa, tại vì một đứa là 2 tuổi, một đứa 4 tuổi, nên mình đã hẹn lịch lâu rồi, nên dẫn hai con đi khám sức khỏe tổng quát. Sau khi khám sức khỏe tổng quát về thì ngày thứ tư là Ada nó có dấu hiệu hơi ho mà ho khô. Mọi thứ là bình thường hết, không có sốt gì hết. Nhưng rơi vào ngày thứ năm thì Ada nó sốt và sốt cả đêm luôn. Sáng sớm ngày hôm sinh mình đã làm đủ cách để hạ sốt nhưng mà nó vẫn không hạ sốt. Thấy không an tâm nên mình ẵm con vào urgent care để cho bác sĩ kiểm tra. Thì làm thủ tục rất nhanh gọn lẹ mọi người. Và mình đóng 30 đô cho cái copay. Sau đó thì bác sĩ cho uống hạ sốt và chụp x-quang phổi. Thì sau khi chụp x-quang phổi xong thì bác sĩ giám định đó chính là bị viêm phổi và cho uống thuốc hạ sốt. Thì bác sĩ thấy là ok nên cho về nhà, nhưng đồng thời cũng sẽ cho book cái lịch hẹn follow up với bác sĩ của Ada vào sáng thứ bảy ngày hôm sau. Thì khi về nhà thì tối hôm đó Ada vẫn tiếp tục sốt và và cái sốt và cái thở của Ada như thế này nè. Mọi người nhìn đó, trên cái video mà Ngân quay lại thì nó thở rất là mệt nên rất là nguy hiểm. Sau đó thì bác sĩ của Ada cho thuốc hạ sốt và đồng thời tiếp oxy, nhưng mà thấy cái tình hình vẫn chưa có khả quan nên bác sĩ của Ada gọi lên bác sĩ nhi đồng ở trên bệnh viện lớn để họ hỏi ý kiến và họ 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 yêu cầu là chuyển Ada lên bệnh viện chính để theo dõi cho nó. Và cô y tá cô gọi cho cái chiếc xe vận chuyển bệnh nhân từ bệnh viện này sang bệnh viện khác chứ không phải gọi cái 911. Nếu mà gọi 911 á, thì nó sẽ là nó hú và nó chạy rất là lẹ, như cái đó thì nó sẽ đắt hơn rất là nhiều về cái tiền viện phí. Và đây là cái hình ảnh mà hai mẹ con ngồi trên xe vận chuyển đến bệnh viện. Và sau đó thì mình đến bệnh viện thì mình sẽ làm cái thủ tục check in. Đây là cái phòng mà để cho Ada nằm và điều trị. Thì mỗi một cái bệnh nhân thì sẽ có một cái mã, thì cái mã số này là mẹ với ba của bệnh nhân cũng sẽ có mã số y chang như vậy luôn. Thì chỉ có ba mẹ mới được ra vào thăm con ở trong cái khu vực này, chỉ dành cho ba mẹ mà thôi, không có cho trẻ con vào. Đây là cái khu vực để mặt nạ, khẩu trang, bao tai cùng với cái cặp về ở bên ngoài cho bác sĩ. Mỗi lần đến khám cho Ada là họ sẽ đeo tất cả những cái này vô, rửa tay trước và đeo bao tay mặt nạ vô. Sau khi xài xong thì họ bỏ vô sọt rác. Mỗi lần đến là đụng tới bệnh nhân là họ phải thay thay đồ và tất cả mọi thứ như thế này. Thì rất rất là an toàn, là khó cái trong trường hợp bị bệnh về virus hay gì đó cũng cũng rất là hạn chế bị lây nhiễm. Còn đây là cái toilet của cái phòng của Ada và có nhà tắm luôn. Nhà tắm là cái ghế đó là cho người tàn tật mà họ có thể ngồi đó họ tắm, và cái bồn nước tắm để mình có thể tắm, vừa chăm sóc con mà cũng có thể vào đây tắm để tắm khi nào mình cần. Và đây là phòng bệnh của Ada. Thì Ada nó không nằm một cái giường nhỏ cho em bé nên mình đổi thành cái giường lớn thì tối cho hai mẹ con nằm trên giường ngủ chung luôn. Và mình đang so sánh cái phòng bệnh của Ada với phòng VIP của bệnh viện Pháp Việt ở thành phố Hồ Chí Minh bên Phú Mỹ Hưng. Thì cái phòng này với cái phòng kia nó gần như giống y chang luôn, trừ cái là cái bệnh viện Pháp Việt nó có cái phòng khách lớn hơn trên cái giường bệnh này bên đây thôi, còn lại là y chang không có gì khác cả. Và phòng quay đã ở lầu 6 nên có cái view ở bên ngoài cực kỳ đẹp. Và tất cả những cái thông tin ở ở đây thì mọi người có thể kiểm tra trên máy tính, thì có thể order đồ ăn bằng qua máy tính này nè, bấm lên cái tivi này là mình order một hồi tới đặt giờ luôn, tới giờ người ta mang lên cho mình ăn. Mình có thể coi phim rồi coi tivi hoặc là coi về cái tình hình bệnh của con mình như thế nào, hoặc là có những cái comment gì là mình có thể bấm lên trên tivi này ghi chú được hết tất cả mọi thứ tất tần tật. Lý do tại sao ở đây cái giá nó phải chăng hơn đụng
dụng toàn bộ là công nghệ nên đỡ cái phần chi phí nhân công. Chi phí nhân công ở Mỹ cực kỳ mắc. Đây là buổi ăn trưa và ăn tối của mình, thì họ serve gì cho Ada, nhưng mà nó rất là nhiều nên hai mẹ con ăn là đủ, mình không cần phải order thêm. Đó, mọi người thấy y tá vào chăm sóc chai đà là đeo hết tất cả mọi thứ, đeo bao tay, đeo khẩu trang rồi tháo ra quăng đi, chứ không có rồi mỗi lần đi vô là đeo lại một lần nữa như vậy, nên rất là an toàn và không có cần phải lo lắng về hết. Nói về cái bệnh viện Pháp Việt, cái phòng VIP đó, thì bạn Ngân ở đó là ba ngày thì giá của nó là khoảng $5,000, thì ở đây cũng như vậy. Cũng được phục vụ tất cả, nhưng mà cái giá nó, nếu như mà mình có bảo hiểm mà mua cái bảo hiểm như thế này á, bảo hiểm mà hiện tại Ngân mua thì ok, tương đối ok so sánh với Việt Nam là quá tốt, quá tuyệt vời. Y tế ở Mỹ tương đối tuyệt vời. Còn về so sánh về cái giá, nếu như mà mua cái bảo hiểm mắc kia thì nó cực kỳ đắt đỏ. Đối với người nghèo ở Mỹ thì cái tiền bảo hiểm trả chi phí viện này thì có thể là được miễn phí luôn. Nhưng mà đâu ai muốn nghèo đâu mọi người. Còn về bình thường thì mình phải chọn lựa để mua cho cái bảo hiểm cho nó ok. Và tổng quát là mình rất là hài lòng với cái dịch vụ y tế ở Mỹ. Có những cái điểm yếu nhưng mà cái điểm mạnh nó nhiều so với điểm yếu. Một cái điều nữa mà mình muốn highlight với tất cả mọi người đó chính là bệnh ở Mỹ không cần biết bạn giàu hay nghèo, whatever, thì hoặc là du học sinh hay cái gì cũng vậy hết. Nhưng mà khi bạn bước vào bệnh viện thì cái mục đích chính của người bác sĩ ở Mỹ là khi là cứu cái bệnh nhân trước khi tính toán đến tiền bạc. Nếu mà bạn có tiền thì bạn trả tiền liền cái copay, còn không có tiền thì bạn nói là mày gửi hóa đơn về nhà đi, tao sẽ thanh toán sau. Không sao cả, người ta không có border, người ta không có quan tâm đến tiền, người ta chỉ có quan tâm đến là làm sao để cứu bệnh nhân cho hết bệnh. Đó là một cái điều rất là nhân đạo. Trong trường hợp nếu như mà sau này về nhà mà bạn không có đủ tiền để trả tiền viện phí thì bạn có thể trả hàng tháng cái tiền viện phí đó. Còn cái lãi suất thì mình không biết, nhưng mà mình biết là họ có offer mình là bạn có thể trả hàng tháng. Lúc mà mình mấy cái bill lúc trước đó là họ có thể offer mình là mình có thể trả hàng tháng, mỗi tháng là người ta làm luôn cái lịch cho mình trả trong vòng bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm nha luôn á. Nó rõ ràng như vậy. Nhân văn và tuyệt vời đối với nước Mỹ, tại vì họ bạn không cần biết giàu hay nghèo vô trước đi, còn cái tiền bạc đúng sao. Còn ở Việt Nam là không có được điều đó, là mình vô là mình phải trả tiền trước rồi mình mới tính bệnh chết sống gì tính tính sao, còn tiền là phải trả trước, nên cái điều đó là hơi là sự khác biệt. Mà mình nói chuyện với bác sĩ, mình hỏi bác sĩ ơi, cái tình trạng mà con virus corona nó như thế này, con virus nó như vậy thì có sao không bác sĩ? Thì bác sĩ rất là bình tĩnh mọi người, nói đừng có lo nhiều, mày quan trọng tao với con nít đó là không có bị, chưa có một cái ca nào ảnh hưởng gì cho con nít hết, nên đó là một cái điều tốt. Cái điều thứ hai đó là mày cứ, bác sĩ nói mày cứ vệ sinh rửa tay sạch sạch và tránh đi ra cái khu vực đông người trong thời điểm này. Và cuối cùng bác sĩ nói là thế nào cũng phải có vaccine thôi, sớm hay muộn thôi, chứ cứ bình tĩnh không có gì phải lo. Và mình ở trong bệnh viện 3 đêm nay là 3 đêm 4 ngày, mình cảm thấy mọi thứ cuộc sống ở đây rất là bình thường, và cái khu vực bệnh viện của mình không có nhiều bệnh nhân luôn, nghĩa là cái dấu hiệu tốt, nghĩa là không có nhiều người bệnh. Và trước cái sảnh bước vô thì người ta kiểm tra về cái nhiệt độ của mình, có bị ho hoặc mình có đi travel thì người ta không cho mình vô bệnh viện để tránh cái trường hợp lây nhiễm. Mình làm cái video này nói những gì mà mình biết và thật lòng và bằng cái tâm của mình, mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, và hy vọng mọi người cẩn thận và giữ gìn sức khỏe, chúc mọi người bình an và không có cần phải lo lắng nếu trong trường hợp whatever happen, bệnh hay gì đó, thì vô bệnh viện bác sĩ người ta vẫn tận tâm giúp đỡ để cho mình hết cái bệnh, nên mình cảm thấy rất là tự tin, rất là may mắn khi mình ở được ở Mỹ. Mình không nói về tiền nha, về cái service tuyệt vời như thế này, về cái phục vụ tuyệt vời của đội ngũ bác sĩ và y tế
tá như thế này. Đang ở đây nó làm cho con của mình nó không có cảm giác là nó đang ở bệnh viện, phải đối diện với cái bệnh tật đau đớn, nó cảm giác rất là thoải mái như là như là giống như ở khách sạn vậy đó, mọi người tưởng tượng được không? Nên cảm ơn mọi người ủng hộ Ngân bằng cách bấm like và đăng ký kênh để cho có nhiều người tương tác với cái kênh của Ngân, thì Ngân cái kênh của YouTube của Ngân mới được phát triển và có nhiều người biết đến. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người lại trong các video lần sau nha. Bye bye.